Xin chào các bạn. Mình là Tôn Thất Tâm Đức. Mình là Lý Thanh Chí và tụi mình là Và Vi. Hôm nay tụi mình lại hữu duyên được chơi thua hà. Mời chơi game tiếp và tụi mình không biết là có thắng hay thua nữa, nhưng mà chơi hết mình nha. Hôm nay là game sẽ là game mua nã đóng từ. Thì bên mình sẽ đưa ra một từ, hai bạn sẽ chọn một người là từ mua nã, còn một người sẽ là từ đoán. Nguyên tắc là không được nói tiếng lái, không được nói ngoại ngữ đi người tiếng hiểu. Game mua nã tổng cộng có 16 từ trong vòng 4 phút. Đoán đúng trên 12 từ là chiến thắng. Nếu thua thì bỏ món tương đương với lại 2 phần wasabi quẹt qua. Ai trước? Anh trước đi. Ok. Bắt đầu. Ok. Xe máy. Nhảy, ăn. Cái là phương tiện hả? Đồ ăn. Nhảy, ăn. Qua đi cái gì vậy? Ăn cái gì mà nhảy à. Uống nước. Hai từ. Sóng. Biển. Cỏ. Cười. Tam giác. Uống nước. Uống gì? Uống đúng không? Không uống. Không gì luôn. Ủa là sao mà sao lúc gật lúc không gật vậy? Qua luôn. Ráng 4 từ. Con muỗi hả? Đào. Mũi tên. Trời ơi. Cái gì? Qua luôn đi. Trời ơi sao mấy cái từ khó vậy? Đổi đi nha. Thôi đổi rồi. Hai từ. Để mình. Ba Vi. Ba Vi hả? Viva. Ba Vi yêu. Nhiều từ, hai từ. Va vi. Viva. Ca sĩ. Va vi. Vi. Chín. Để cho phép nói mà không được nói lái nó đồ nha. Cái gì va vi? Couple. Nhưng mà tiếng Việt cặp đôi. Em đang chạy đua. Cái đích hả? Thằng thứ hai chạy lên thằng thứ nhất, chạy ngang qua thằng thứ nhất gọi là gì? Chạy ngang qua thằng thứ nhất nè. Vượt qua con người. Cái gì? Vượt mặt. Anh. Chí. Cái tên kia. Và tên Va là tên gì? Peter hả? Không, tên couple á. Va. Ký hiệu. Vải hả? Vải gì? Vải thiều hả? Một, hai, ba, bốn. Tanh. Cái đó là cái gì? Màn. Cái này là cái màn. Phong. Đáp lại. Phong chữ hả? Phong xanh. Trước khi mà trang điểm xong hết rồi, trước khi rửa mặt phải làm cái gì? Tẩy trang. Tên phim của mình hai chữ đầu. Trăng mật. Chuyện tình của em với Thảo ở đâu? Căng tiền. Trời ơi. Anh hay kêu em là cái gì? Bé. Bé gì? Bé yêu. Bự hơn nhà lầu thì người ta sẽ kêu là cái gì? Biệt thự. Hết rồi hả? Quay lại được không? Quay lại cái từ đó. Mấy cái từ kia đi. Mấy cái từ đầu em chưa thấy được. Để đổi đi, qua đi em lấy ra. Đây là mấy cái từ đó em biết mà. Ok.
Hay quá chưa? Nếu mà cho nó là nãy giờ đúng rồi. Ồ chơi. Ăn cái gì? Cà rốt. Đó. Nãy mình nói uống cái gì nhưng đặt cái gì? Trà sữa. Đó. To dĩa ngoài sa mạc. Lạc đà. Đó. Rồi cái này hơi. Nước chanh hay uống với cái gì? Nước chanh. Đường. Hết chưa? Nước chanh uống với gì? Mật ong. Nếu mà không đường thì mật ong hiểu không? Nhưng mà cho chuyện rất nhiều quá, tặng cái chị. Ôi trời, cuối tuần. Trợ giúp qua đâu? Đúng rồi. Thì ra là chị đã cứu mấy đứa từ cái lúc mà cho nó đúng không? Là chị ra vậy. Chị mới đầu không nói vậy đó. Lúc mà thấy khỏi nơi bế tắc quá là chị chắc mình thua rồi. Cho nên là chị ban một cái gọi là ân huệ. Ân huệ để mấy đứa là có thể là dùng mở miệng và trao đổi. Chứ chưa nguyên tắc là hai đứa thua từ lúc đó rồi. Cho nên là hai đứa không phải chịu hình phạt. Em nói rồi, đường nào cũng phải thua thôi. Ai khóc nỗi đau này. Vô cái ekip này là cái thua rồi. Che dạ thì măng mọc chờ đi. Xin chào mọi người đã đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Và sau khi lại thất bại tiếp trong cái thử thách này của chị Hà thì tụi mình không thua. Đúng. Tụi mình thắng nhưng mà tụi mình vẫn phải thua thôi. Tại vì sao? Tại vì nếu mà tụi mình thắng thì mình sẽ không có tiếp trong có mặt trong chứ cái phim tiếp theo. Tụi mình vì tụi mình vì một vai diễn tụi mình hy sinh đánh đổi. Đánh đổi rồi. Giờ chị Hà muốn em làm gì? Dinh đĩa có các món khá là khó ăn cùng với wasabi. Ý là nó dễ ăn nhưng mà nó có thêm wasabi nên nó khó. Nên là mọi người phải ăn hết cái đó. Thì có một cái một số thực phẩm hỗ trợ là sữa gì cái dạng. Một số gì một. Một thực phẩm chỉ có một duy nhất nha mọi người. Rồi, chia nhau tìm cách ăn và xử lý. Ăn hết luôn á chị. Đây, chúng ta sẽ review những món ăn mà chị Hà đã chuẩn bị ngày hôm nay nha. Mật bento này là cay, giúp này là ăn cuối mật, cùng. Mật bento cùng với wasabi. Snack bắp. Bắp phô mai. Cùng wasabi. Thôi ăn cái này trước đi. Kẹo đường. Cái này kẹo đường nó dễ ăn nhất nè. Cái này cuộn lại xong nhưng mà nó dễ đi nhất. Nhưng mà nó dễ đi nhất. Còn cái này cái gì? Kẹo dẻo hả? Chíp chíp. Ừ, chíp hồi. Cái gì rồi? Cái gì bánh phô mai rồi ăn này trước hả? Ăn này trước nha, ăn nha. Cũng đừng hồi. Cũng bình thường mà không ai bị wasabi lắm. Cái vị này nó nghe không được cái mùi phô mai. Không nghe đấy. Em nghe rồi. Đức là chú kiểu wasabi. Em ghê quá à. Dấu em. Đừng. Bình tĩnh. Ngon quá. Ngon. Lỡ nhận tiền quảng cáo rồi. Lỡ nhận tiền quảng cáo rồi. Ê cái mùi rất nồng luôn mọi người. Rồi cái tiếp theo là kẹo dẻo nha. Yeah. Ê cay quá à. Không có cay gì hết mọi người. Cái cục cái vị nó nhẹ nhàng lắm. Cái vị nó nhẹ nhàng lắm. Cái vị nó ơi ơi. Nó cực kỳ cục luôn á. Thiệt á. Rất là kỳ luôn. Mùi nó thơm á. Nó mùi kỳ dễ quá mọi người. Sao bi á mọi người. Yeah. Món tiếp theo nha. Thảo. Con Thảo á. Mới từng căng tin với em. Chị nữa. Chị Thu Hà. Phía sau camera là một người đàn bà đang ngồi rất là hả hê cười với mọi người. Kìa, thêm người nữa kìa. Ngon. Thách hai đứa vừa ăn vừa ác hả? Tiền không thay. Không tình là tình đôi ta.
Trời ơi. Chúng tôi vẫn là người chiến thắng. Chúng tôi chiến thắng với chính mình. Chúng tôi không thua. Không thua. Chúng tôi vẫn là người thắng cuộc. Chúng tôi không thua luôn á. Rồi, tụi em đã thực hiện thử thách xong rồi nha chị Hà. Kinh dị. Kinh dị. Tụi em chỉ biết kinh dị luôn á. Ghê lắm luôn á mọi người. Ghê rợn, kinh dị là những từ mà chúng tôi dành cho cái game lần này. Trời ơi. Ăn mà không có gì hết trơn, coi ăn ngã hê á. Còn Hảo Dân với lại ông Quảng thì sao, ăn cái gì? Ăn mì gói. Mì gói đồ lúc nãy. Còn tụi mình là ăn hết snack trộn với wasabi. Thôi. Tre già măng một. Và Vi xin chào và hẹn gặp lại.